Trung Quốc đã mời Mỹ tham gia điều tra máy bay rơi. Giới chức Mỹ đã cho biết Trung Quốc đã mời các chuyên gia nước này đến hiện trường vụ máy bay rơi Boeing 737 để được hỗ trợ điều tra. Cục hàng không dân dụng Trung Quốc CAAC cũng đã thông báo đã tìm thấy một trong hai hộp đen của chiếc máy bay chở 132 người gặp nạn ở Quảng Tây vào hôm 21 tháng 3. Đánh giá ban đầu cho thấy đây là bộ ghi âm buồn lái. Vỏ ngoài hộp đen đã bị hỏng nặng, nhưng bộ phận lưu trữ dữ liệu chỉ bị hư hại một phần và còn tương đối nguyên vẹn, Utah, quan chức ACCA đã cho hay. Hộp đen đang được gửi tới Bắc Kinh để giải mã, nhưng thời gian hoàn tất quá trình này sẽ phụ thuộc vào mức độ hư hại của nó. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ NTSB, bổ nhiệm cho một nhà điều tra an toàn hàng không cấp cao và vai trò đại diện của Mỹ trong cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn này. Giới chức Mỹ khẳng định CAIC sẽ là cơ quan dẫn đầu điều tra, trong khi đại diện nhà sản xuất máy bay Boeing, hãng động cơ CFM và FAA sẽ đóng vai trò cố vấn kỹ thuật. Giới chức Trung Quốc cho biết máy bay đáp ứng tiêu chuẩn vận hành trước khi cất cánh. Cả ba phi công trong buồng lái đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Cục trưởng được China Eastern tuyển dụng vào tháng 1 năm 2018, có 6.709 giờ bay tích lũy, Hai cơ phó có lần lượt là 31.769 giờ bay và 556 giờ bay. Nỗ lực tìm kiếm đã được triển khai trong vài ngày qua, song vẫn chưa tìm được người nào còn sống sót. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc hôm nay phải tạm dừng chiến dịch tìm kiếm do mưa lớn trút xuống khu vực này. Nước mưa đã làm ngập hố va chạm nơi máy bay lao xuống, đồng thời gây nguy cơ sạt lở đất, đe dọa lực lượng tìm kiếm. Đã có hơn 300 nhân viên cứu hỏa vẫn đang cố gắng tập trung tiếp tục tìm kiếm các mảnh vỡ cũng như là thi thể nạn nhân của vụ tai nạn máy bay chở 132 hành khách ở Trung Quốc tại khu vực phía đông, khu rừng nơi máy bay rơi xuống. Với địa hình cây cối rậm rạp, dốc đứng, công tác tìm kiếm được cho là rập rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ tối, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm không biết mệt mỏi trong phạm vi 46.000m2, nhiều mảnh vỡ máy bay và đặc biệt là các mảnh vụn thi thể đầu tiên của các nạn nhân cũng đã được tìm thấy. Hiện những mảnh thi thể nói trên đã được giao lại cho cơ quan điều tra. Vụ tai nạn này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không của Trung Quốc và chấm dứt kỷ lục 12 năm bay an toàn của hàng không nước này cũng như thế giới. Giới chức Trung Quốc đã cho biết họ chưa thể đưa ra bất cứ nhận định nào về nguyên nhân máy bay rơi.